Xin chào các bạn. Trong video này thì mình sẽ làm về ADC ở chế độ Dual Mode. Và hiểu đơn giản thì ở chế độ này thì ta sẽ sử dụng cả ADC 1 và ADC 2. Trong tài liệu này nói thì trong cái chế độ Dual Mode ấy, thì bắt đầu quá trình chuyển đổi sẽ được kết hợp xen kỹ hoặc là đồng thời. Trong đó thì ADC 1 chính là Master, còn ADC 2 là Slave. Rồi, cái chế độ nó phụ thuộc vào ta set cái dual mode này, nó nằm ở ADC 01, config ở ADC 1 nha. Thì cái bit này nó nằm ở này, ở đây là từ bit 16 tới bit 19 nè. Thì ở đây nó có các chế độ khác nhau này. Trong video này thì mình làm ở chế độ này. Trở lại phần dual mode này, thì ở đây nó cũng nói về các chế độ này, thì mình sẽ tập trung vào chế độ này. Này, nó nói là cái chế độ này này nó được thực hiện trên cái regular channel group này và cái the self external trigger confront. Mình sẽ select cái bit chỗ này để chọn cái external trigger của nó. Ở server ADC 1, server 2 external trigger là này, external cell đúng không, external cell bit 17 tới bit 19 này, có các external khác nhau này. Thì ở đây thì mình dùng cái software start. Để cái chọn cái external trigger ấy, mình phải set cái bit này lên. Set 1 là convert on external event enable này, và set bit này lên trước. Và nếu khi mình chọn software start ấy, để bắt đầu chuyển đổi thì mình sẽ set cái bit này, start conversion of a regular channel này. Ở đây có một lưu ý là khi chuyển đổi đồng thời ra là pseudo này, có nghĩa là trong một lần chuyển đổi mình không nên sử dụng cùng một channel. Ví dụ lần chuyển đổi này đầu tiên ấy thì mình đọc channel 0, channel 15. Đây, cái này tùy theo mình chọn. Bây giờ đến phần chương trình. Ở đây thì mình đã viết sẵn. Đầu tiên thì mình sẽ config cái chân. Ở đây mình sẽ sử dụng chân PA0 cho ADC 1, PA1 cho ADC 2. Config dạng analog thì coi lại nè, trong số 9 này ở chế độ analog ấy, thì cái mode này là input, là reset, lúc đầu nó ở chế độ input rồi là 00, input analog cũng 00 đúng không, là khi đó trong số 0 này ở chân số 1 mình set 0 hết đúng không? Thì chỗ này mình sẽ set cái chỗ đó là 0 hết. Thì đó PA0 và PA1 là chế độ input analog. Rồi, tiếp theo là phần config ADC ở chế độ dual mode. Thì mình sẽ chia làm các phần. Đầu tiên là config ADC 1 này, tiếp theo là config ADC 2. Sau đó mình sẽ tiến hành start conversion. Và cái phần start conversion này thì mình lưu ý mình sẽ bắt đầu với ADC 2 trước, sau đó mới tới ADC 1. Ở phần config ADC 1 ấy, tiên là mở cái lock nó, FP2 đúng không? Mở cái này FP2 này. Ở đó có ADC 2, ADC 1 này. Trong ADC 1 là bit thứ 9. Mình sẽ bit thứ 9 này là chọn clock ADC, chọn chỗ này clock. Có cái bit ADC prescaler này là 14, 15. Này mình sẽ có thể chọn prescaler của nó. Tiếp theo mình sẽ chọn cái
BA0 này, cho LC1 đúng không? Ở đây mình chỉ chuyển đổi một lần một conversion đấy, nên là chỗ này set same clock cho channel 0 là bắt đầu cái này là cái gì FMVR2 này, channel X này, ở đây channel 0 mình set cái đầu tiên, set đầu tiên đúng không? Thì cái này tùy ý bạn chọn thôi. Tiếp theo set external trigger này, như lúc nãy mình nói set external trigger là CR2 bit thứ 17 F, tức là này bắt đầu từ bit thứ 17, bắt đầu từ bit thứ 17, 17 này sẽ lên F là 4 bit này là sẽ lên 1 này, 17 tới 20 cái bit này sẽ lên 1 để cho phép là enable external event, và 111 này là cho phép là square start. Rồi tiếp theo mình sẽ cái bit này lên là ở chế độ continue conversion, nó sẽ thực hiện chuyển đổi liên tục CR2 ở bit thứ 1 này. Này bit này mình sẽ lên. Tiếp theo bắt đầu phần này là mình sẽ config interrupt của nó. Mình bật interrupt ở thanh dây CR1 này, có cái bit, mình sẽ bit này ta, bit thứ 5 đúng không, là cái này IOCE thứ 5 này. Rồi mình bật cái interrupt mình lên, đồng thời mình sẽ enable trên novice thì cái này novice đúng không, novice là coi số 10 này, vị trí thứ 18 nè, sẽ biến 18 là 1. Cái phần quan trọng ở ra là mình xét cái dual mode này, này dual mode biết 16 tới biết 19 này, regular này, này thì mình sẽ xét cái biết 17 18 lên 1, 17 18 lên 1 này để mình chọn chế độ này. Rồi cái này thì GMA ấy, mặc dù ta có dùng hay không dùng thì nên xét cái này lên, thì cái chế độ dual mode nó mới hoạt động này. Lúc trước mình không xét cái bit này lên thì nó sẽ không hoạt động. Này mình xóa rồi đi, chút nhớ bật cái này là chút thử. Cái config ADC2 thì cũng tương tự, đầu tiên chọn clock và chọn cái bộ chia clock nó, chia clock này lúc nãy chọn mình em không còn chọn lại, mình chỉ enable cái clock ADC2 lên. Mình sử dụng PA1 làm cho ADC2 này, nên là tiếp theo mình chọn symbol clock này, sau đó là channel 1 first second FV3, do lúc nãy là chân không ấy, lúc đó mình không, mình cũng không cần set đó. FV3 này, cái second first second này giá trị reset mình không, nên mình sử dụng chân PA0 cho cái ADC1 ấy, nên mình sẽ không cần set cái này là. Tuy nhiên ở ADC2 thì nó là cái chân số 1 nên phải set lên. Sau đó tiếp tục thì chọn external cell, sau đó là chọn chế độ continue mode. Rồi cái bước cuối cùng là start conversion thì nên nhớ là mình start cái ADC2 trước, mình sẽ bật cái big add-on này trên CR2 này, enable ADC start conversion này. Khi bật cái add-on này mình nên calip trước, calip thì nó sẽ có các big á, calip này, big thứ ba reset calip này. Sau khi calip xong mình để bắt đầu conversion này, mình nên set cái big này là start conversion này. Cái này thì
bật là add-on lên này, sau đó tiến hành reset clip, rồi sau đó clip lại để cho nó adc hoạt động ổn định hơn, chính xác hơn. Rồi, chờ nó clip xong, bắt đầu cái bit này mình set lên để bắt đầu conversion. Thì cái adc một mình làm tự vậy thôi, ta build. Tiếng anh nạp này. Mình nhắn thử chạy em nha. Để này chạy ta thấy thì nó ADC 2 nó hoạt động real này, ADC 1 hoạt động real này. Đáng nghĩ ra khi nó hoạt động true mode thì cái dữ liệu ấy, cái dữ liệu này phải, nó phải ở trong cái này ADC 2 data này. Lý do là cái nãy mình tắt cái GMA, nếu mình set GMA lên số 2 luôn, set GMA lên này, set biết như lên đó thì nó dữ liệu của ADC 2 nó sẽ lưu ở trong này. Rồi mình nên nhớ là nó chỉ đồng thời nha, ở đây nó chỉ thực hiện một cái sequence thôi, cái số sequence là nó ở FV1 này. FV1 là cái từ bit 20 tới bit 23 thì nó không là tức là một conversion đúng không, đây là FV1. Cái này là FV1L này, là không này, nó chỉ thực hiện một conversion thôi. Tuy nhiên một conversion này, cái một lần lấy dữ liệu nó sẽ lưu thành ghi DR của cái ADC1 DR, thì nó sẽ chứa dữ liệu của ADC1 và ADC2. Và nếu một lần đọc xong ấy thì mình có thể cho vào nhắc, sau đó thực hiện sử dụng phép dịch ấy để lấy ra đó, cái này start lên ADC2 này. Thì nhẹ vào ngắt thì mình sẽ xử lý dữ liệu. Tắt này. Mình sẽ mở lại cái GMA này, vô lại này. Rồi mình xem chạy vào nhất trước tiên coi nó hoạt động đúng không. Đó, dữ liệu nó sẽ nêm trong thang kia này, và sau mỗi cái lần conversion nó sẽ ra ngắt này, nó sẽ vô ra, nhảy vào đây thì khi đó mình có thể lấy dữ liệu ra. Như vậy video của mình đến đây là kết thúc. Mình sẽ nghe.